Bây giờ Amy xin mời quý vị cùng vào khu vực chợ Bến Thành Plaza ở Arlington, Texas để cùng tham dự buổi lễ tưởng niệm ở dưới tượng đài của Đức Trần Hưng Đạo trong ngày 30 tháng 4 quốc hận này. Amy kính lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả vẫn theo dõi chương trình của VAE Live Media. Thưa quý vị, hiện giờ thì Amy đang có mặt tại Bến Thành Plaza ở Arlington, Texas. Và ngày hôm nay thì là ngày 30 tháng 4 năm 2020 để tưởng niệm ngày quốc hận thì ở tại Bến Thành Plaza dưới tượng đài của Đức Trần Hưng Đạo cũng như là có những cái bài vị của các vị chiến sĩ trận vong để mà cùng làm lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Buổi trưa bắt đầu lúc 11 giờ ngày hôm nay là thứ năm 30 tháng 4 năm 2020. Thì thưa quý vị, hiện tại vẫn đang trong cái lệnh an trú tại gia nhưng mà được nới lỏng chút xíu do đại dịch coronavirus gây ra ngày hôm nay để mà đồng hương có thể tề tụ về đây cùng thắp nén nhang tưởng niệm ngày 30 tháng 4, thưa quý vị. Và bây giờ Amy xin mời quý vị cùng bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ ngày hôm nay. Trước khi một dịch bệnh COVID-19 thì cộng đồng ta tính là một vấn đề rất là lớn, tại vì nó là một vấn đề 45 năm, rất là quan trọng. Nhưng mà về cái lực COVID-19 nên cộng đồng đã ra thông báo hủy bỏ chương trình vào 3 tháng 4. Thì những nhóm trong bạn bè kia, nên chúng tôi sau khi suy nghĩ lại thì tiếp tục là chúng ta phải chúng ta một cái buổi lễ rất là đơn giản. Chúng ta sẽ theo những lễ nghi của cái cách ly của chính phủ là guideline. Thì đó là lý do tại sao chúng tôi hôm nay tổ chức buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4 này. Thì một lần nữa cảm ơn quý vị đã không sợ nguy hiểm mà tới đây để cùng chúng tôi làm lễ tưởng niệm 30 tháng 4 này. Một lần nữa cảm ơn quý vị nhiều và cảm ơn thay mặt hội cao niên, cảm ơn hội cao niên, cảm ơn anh David Đạt và cảm ơn luôn anh tiến sĩ Chí Minh Đẩu đã không ngại đường xa từ Hoa Thông City lên đi dạy của chúng tôi. Nếu có gì không được hoặc của anh không vừa ý thì xin quý vị bỏ qua. Cảm ơn quý vị. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ nghiêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây là một phút mặc niệm. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Quốc hận năm thứ 45, 30 tháng 4 1975. Xin dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ đến tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì Tổ quốc, để tưởng nhớ đến tất cả đồng bào thuộc mọi thành phần, quân, dân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình vì chính nghĩa quốc gia chống cộng sản tạo tàn, để tưởng nhớ đến những đồng bào đã bỏ mình trên hành trình ưu tiên tự do và trên bước đường tị nạn cộng sản. Phút mặc niệm bắt đầu. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Quốc hận để tưởng niệm các vị anh hùng liệt sĩ, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vì quốc vong thân, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta sẽ được đẻ ở vị trí cờ hữu. Xin mời. Xin được mời một vài quý vị lên đây để có một vài lời vào ngày Quốc hận ngày hôm nay. Xin được mời thị trưởng Trương Minh Nhẫn trước. Xin mời. Trước hết là xin cảm ơn ban tổ chức vì có một số coronavirus gây bệnh nhưng không thể nào gây bệnh cộng sản do các quốc gia cũng biết rồi mà coronavirus để các quốc gia làm sai cộng sản để trở về quê hương. Xin tất cả cảm ơn tất cả quý vị và hãy nhớ ngày hôm nay là ngày gì, đừng đứng đây rồi sau về rồi mình quên. Hãy nhắc nhở con cháu chúng ta là ngày Quốc hận này để làm chi, để chúng nó tiếp tục tổ chức những ngày này sau khi chúng ta không còn hiện hữu nữa, chứ đừng để sau khi chúng ta đã rời khỏi quả địa cầu này thì ngày 30 tháng 4 không còn nữa. Đó là cái quan trọng nhất của chúng ta. Cảm ơn quý vị. Vâng, cảm ơn thị trưởng Trương Minh Nhẫn. Và chúng tôi xin được mời anh Andy Nguyễn Anh Hùng xin có một vài lời nhân dịp và quốc hận ngày hôm nay. Mà cộng đồng người Việt đã trải qua. Chúng tôi luôn sát cánh với cộng đồng để chúng ta tiếp tục cái con đường tranh đấu vận động để mang lại tự do và dân chủ thật sự cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Đó là cái mục đích tối hậu của cuộc chiến Việt Nam. Cuộc chiến Việt Nam mặc dù là đã chấm dứt, nhưng sự vận động và tranh đấu cho tự do, cho dân chủ, cho công lý vẫn tiếp diễn. Và đó là một trong những lý do chính mà chúng ta
trước sự nguy hiểm của nạn dịch COVID đã hiện đã có mặt ở nơi đây. Tôi mong rằng chúng ta vẫn tiếp tục đoàn kết và giữ vững lập trường. Trong niềm tin đó, chắc chắn trong tương lai Việt Nam sẽ cùng sát cánh với bao nhiêu quốc gia khác ở trên thế giới sớm có được một nền công lý, dân chủ và tự do thật sự. Xin kính chào quý vị. Dạ vâng, cảm ơn anh Andy Hùng và Nguyễn rất là nhiều. Và chúng tôi cũng không quên được mời anh Đức Đặng là chủ nhân Bến Thành Plaza ngày hôm nay có hiện diện. Xin mời anh. Kính thưa quý đồng hương, thật ra thì thứ nhất cảm ơn ban tổ chức trong hoàn cảnh khó khăn. Mọi người rất là sợ và tránh né cái lễ lớn thế này. Tôi rất là cảm kích ban tổ chức đã mạnh dạn đứng ra tổ chức ngày 30 tháng 4 hôm nay. Chúng tôi không nói gì hơn. Xin cảm ơn các ban tổ chức, cảm ơn quý đồng hương hôm nay đến cũng khá đông đủ và chúng ta đã đáp ứng được cái nhu cầu của CDC là 6 feet distance. Để chúng ta còn có thể làm được cái buổi 30 tháng 4 được chọn ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin kính chúc quý đồng hương dồi dào sức khỏe và mong rằng mọi người chúng ta mau chóng vượt qua cơn đại nạn này. Cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Đức Đặng rất là nhiều. Và tiếp theo một vị niên trưởng tuyên truyền ngày hôm nay đó là niên trưởng Lê Chu, là một trong những người mà đã là cựu liên hiệp trưởng và cũng như là cái người mà đóng góp trong thời gian qua. Xin được mời đến trưởng lên có một vài lời. Thưa toàn thể quý vị đồng hương, ngày 30 tháng 4 phải lăng để là chúng ta những điểm cao sót, nhưng chúng ta thấy rằng không phải là đau thương mà chúng ta phải biết đau thương thành hành động. Nhìn lại lịch sử trong những lúc như thế, nhìn lại khi người cộng sản vào đang đốt sách và tất cả những văn hóa bây giờ chúng ta thấy những nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa trong khoảnh khắc rất ngắn nhưng vẫn tồn tại và tôi xin mời vị mà chúng tôi luôn luôn là kính trọng rất là trong thời gian trước đây đó là vị mà đã hiến tặng được Đức Thánh Trần đó là liên trưởng Trần Hữu Bé. Xin mời liên trưởng Dương Dương là người lên đây để mà dư rồi tất cả những quý vị các anh em chúng tôi sẽ lên theo sau. Xin quý vị vẫn giữ khoảng cách 6 feet nha. Thank you.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, ý mi cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình lễ tưởng niệm 30 tháng 4 ngày hôm nay tại Đức Thánh Trần Hưng Đạo và tưởng niệm các vị chiến sĩ trận vong. Ý mi kính chúc quý vị có một ngày được an lành. Xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình kỳ sau. Ý mi kính chào. Nam nhân, 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 nam nhân